đam mê máy móc, thích được vận động. Đó chính là sở thích của nữ sinh Nguyễn Thị Thu Dung, sinh viên năm 2 ngành điện tử truyền thông trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Dù có gặp nhiều khó khăn khi chọn theo học ngành kỹ thuật, nhưng với niềm đam mê, sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô, Thu Dung cho biết đã và đang cảm thấy lựa chọn này là đúng với bản thân. Em có học trong trường cấp 3 thì mình có một số cái ngành để mình học đó chị. Để mình có thể cộng điểm lên trung học phổ thông á, nên là có ngành điện và em có theo cái ngành đó và em thấy nó cũng mình cũng thích, em thích hoạt động chứ em không thích ngồi một chỗ. Vậy ba mẹ em cũng bất ngờ tại vì mình là con gái mà, nên là em cảm, nhưng mà sau đó thì ba mẹ cũng ủng hộ bởi vì cái đó là đam mê nên là không có ngăn cản được. Vì em thấy công việc ở ngoài xã hội có nhiều ngành có thể dễ kiếm tiền nên là em có thể chọn ngành công nghệ nhiệt lạnh. Thì em biết nó vất vả nhưng mà nó có thể kiếm ra đồng tiền mà mình kiếm sống. Mình cũng có thấy chút áp lực tại vì đa số toàn là nam không, nhưng mà mình cũng thấy vui. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng có 18 ngành nghề liên quan đến kỹ thuật. Để thu hút sinh viên thì trường đã hỗ trợ giảm 50% học phí cho các nữ sinh trúng tuyển vào học tại trường. Cái khó khăn của các bạn là liên quan đến cái vấn đề mà những cái chi tiết máy nặng. Nhưng mà trong cái vấn đề quá trình học của các bạn thì các bạn sẽ được hỗ trợ từ bạn bè, từ giáo viên để cho các bạn đỡ vất vả hơn phần nào trong cái vấn đề mà thực hành của các bạn đó. Thì xét về đứng lớp thì các bạn nữ này rất là nhiệt tình. Các bạn là thậm chí là các bạn còn vượt trội hơn cả các bạn nam trong cái quá trình mà các bạn thể hiện sự đam mê nghề nghiệp của các bạn. Các bạn cảm thấy giác một sự thích thú khi mà các bạn được học về cái chuyên ngành đó, cái máy móc đó, thì các bạn thể hiện mình gần như là các cô nữ này gần như là đạt được những cái thành tựu tốt sau khi các bạn tốt nghiệp. Theo một số chuyên gia giáo dục, hiện nhiều người có cái nhìn chưa đầy đủ về khối ngành kỹ thuật, khi thường cho rằng đây là những ngành tốn nhiều sức lực chân tay, không phù hợp với con gái. Nhưng thực tế, ở một số công việc như cố vấn kỹ thuật, tư vấn viên hoặc vận hành các công đoạn dùng phần mềm điều khiển máy móc, đòi hỏi sự cẩn thận tỉ mỉ, thì con gái lại có lợi thế rất lớn và thường được nhiều doanh nghiệp săn đón trả mức đãi ngộ cao.